bài đức tin, mà chúng ta học về mức độ đức tin. Dạ. Chúng ta cầu nguyện để chúng ta nhận lấy lời của Chúa em. Tại vì khi chúng ta ngồi đây là ngồi thật, nhưng mà Chúa nói rằng ai có tai hãy nghe, ai có tai hãy nghe, có nghĩa là có tai nhưng chưa chắc gì nghe. Tại vì sao? Tại vì tâm trí chúng ta nghĩ những cái chuyện lo lắng bật dẫn dơ ở đâu. Có thể có tai mà chúng ta không thể nghe được lời của Đức Chúa Trời đây. Cho nên ai có tai hãy nghe. Chúa hay nói cái điều này lắm. Ai có tai hãy nghe. Cho nên cái sự ngồi đó nhưng mà lắng nghe và nghe được hay không, đó là một điều khác. Cho nên chúng ta nhớ cầu nguyện cho mình để mình có thể nghe được lời của Đức Chúa Trời. Vì ma quỷ nó hay muốn cướp lời lắm. Lời vừa ra là nó muốn cướp ngay. Dạ. Cảm ơn Chúa. Nhiều khi nó làm cho mình quay quần bên con cái mình, hoặc là con cái mình đòi này đòi kia, bắt đầu mình sẽ lo ra với nó và mình sẽ mất đi lời của Đức Chúa Trời. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúng ta biết rằng mỗi người chúng ta có đức tin không? Có. Tại sao chúng ta biết chúng ta có đức tin? Sao có người nói là tôi không có đức tin? Người nói tôi không có đức tin. Phải không? Chúng ta có nghe câu này không? Anh có đức tin nhưng tôi không có đức tin. Đức tin anh lớn đó, mà tôi thì không có đức tin đâu. Nhưng mà chúng ta biết rằng mỗi người chúng ta khi mà tin Chúa thật, khi mà chúng ta được tái sanh, Chúa đã để một lượng đức tin vào trong chúng ta. Đức tin của Đức Chúa Trời đi vào trong chúng ta. Tự nhiên cái điều đó đã có sẵn, cái hộp giống đức tin đã có sẵn vào trong chúng ta. Cho nên Chúa ban cho mọi người một lượng đức tin. Và làm sao đức tin nó được kích động và phát triển? Điều đó là cái điều nơi ở chúng ta. Cho nên có những cái mức độ đức tin. Chúng ta có nghe nói trong Kinh Thánh rằng sao có người ít đức tin không? Có không? Có nghe điều này không? Rồi Chúa có nói rằng cái người đó có đức tin lớn. Có không? Có. Dạ. Rồi có nghe rằng đức tin yếu không? Có. Rồi có nghe nói là đức tin mạnh mẽ không? Có. Đây là lời của Đức Chúa Trời. Bữa nay chúng ta sẽ đi vào bốn loại đức tin này. Bốn loại đức tin. Và Chúa có nói là đức tin yếu không? Đức tin ít, đức tin mạnh và đức tin lớn. Vậy bây giờ Chúa hay nói là đức tin ít, hoặc là sao người ít đức tin vậy? Hỡi kẻ ít đức tin kia. Chữ ít đức tin sẽ, chúng ta sẽ thấy trong những cái đoạn Kinh Thánh. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 30. Đây là đoạn nói về sự lo lắng. Phải không? Chúa hay ví hoa cỏ ngoài đồng. Nay còn mai mất mà tại sao ta lại cho nó mặc cái áo đẹp hơn vua Salomon vậy? Và câu 30 Chúa nàng hỡi kẻ ít đức tin kia. Phải không? Nếu hoa ở ngoài đồng nay còn sống mai ném vào lò, mà Đức Chúa Trời còn cho nó mặc áo đẹp như thế, huống chi là các con. Cho nên Chúa nói hỡi kẻ ít đức tin kia, có nghĩa là có phải mình lo lắng không? Khi nào lo lắng quá Chúa nói ít đức tin đó. Dạ. Yeah. Rồi mọi người nhớ cũng ở trong Ma-thi-ơ, khi mà Chúa ở trong Ma-thi-ơ đoạn 8, chúng ta mở Ma-thi-ơ đoạn 8. Chúng ta sẽ thấy cái điều mà Chúa nói rằng ít đức tin nữa nè. Chúng ta có nhớ rằng khi Chúa xuống thuyền thì thình lình cơn bão mạnh nổi lên, phải không? Thì lúc đó, lúc bây giờ cơn bão mạnh nổi lên thì bắt đầu nước đã tràn vào, hình như muốn ngập thuyền rồi. Người bắt đầu các môn đồ sợ quá và nói Chúa ơi cứu con với, chúng ta chết mất. Nhưng mà lúc đó Chúa làm gì?
Chúa đang làm gì? Lúc mà sóng to, gió lớn, nước tràn vô thuyền, Chúa làm gì? Chúa ngủ. Tại sao Chúa ngủ? Đáng lẽ lúc đó như vậy Chúa thức chứ, tại gần chết rồi. Gió thì nhiều mà nước thì bắt đầu tràn vô thuyền, gần chìm rồi, lúc đó Chúa phải thức chứ. Tại sao Chúa ngủ vậy? Phải nói rằng ngày ngủ, ở trong ngủ có nghĩa là nói lên cái sự bình an, phải không? Dạ, ngày rất là bình an trong sóng gió. Nhưng mà chúng ta không thể nào ngủ ở trong sóng gió, tại vì chúng ta quá lo lắng và sợ hãi, cho nên chúng ta không có thể nào ngủ ở trong sóng gió. Và họ kêu Chúa dậy, lúc đó Chúa nói: hỡi người ít đức tin kia, sao không sợ? Hồi nãy bị la cái vụ là lo lắng, cũng bị la là ít đức tin phải không? Bây giờ Chúa la điều gì? Tại sao con sợ? Cho nên ít đức tin là như thế nào? Có nghĩa rằng cái người mà ít đức tin, họ có thể bắt đầu nhưng mà họ không có sức để đi tới kết thúc, chỉ là bắt đầu thôi. Cho nên tất cả một vụ gì chúng ta có thể hồ hởi, chúng ta bắt đầu, nhưng mà chúng ta dễ bỏ cuộc, chúng ta dễ nản lòng khi những thử thách xảy ra trên đời sống của chúng ta. Chúng ta dễ sờ ngã lắm. Cho nên cái đức tin ít không khiến người ta vượt qua được. Giống như Phi-rơ thấy Chúa cho 5.000 người ăn quá bánh ra đó, nhưng mà tích tắc đó ông lại thấy sóng gió, và ông cũng đi trên sóng gió, nhưng mà ông thấy sóng gió nhiều quá, ông bắt đầu ngã xuống và ông kêu cầu Chúa. Cho nên cái đức tin ít nó không khiến cho chúng ta đi qua khó khăn được đâu. Những thử thách khó khăn chúng ta thất bại. Có thể có một người bước vào chức vụ cũng vậy, mới đầu bước vô họ rất là mạnh mẽ, nhưng qua những khó khăn họ không chịu nổi và họ bỏ cuộc. Ở trong hôn nhân cũng vậy, ở trong công việc làm ăn cũng vậy. Chúng ta để ý, đó là lúc chúng ta ít đức tin. Làm sao giải quyết vấn đề ít đức tin đây? Tại vì Chúa nói rằng đức tin đến bởi lời người ta nghe. Đó là người ta nghe lời của Đức Chúa Trời, phải không? Cho nên nếu chúng ta muốn có đức tin nhiều hơn, hãy nghe lời Đức Chúa Trời. Hãy biết tất cả những cái lẽ thật ở trong lời của Đức Chúa Trời mới đem cho được chúng ta một cái đức tin mạnh mẽ được. Không thể nào mà chúng ta tự mạnh mẽ trong đức tin mà chúng ta không có lời của Đức Chúa Trời. Mọi người amen cái điều này không? Amen. Cho nên đức tin ít có nghĩa là khởi đầu chúng ta làm được, nhưng mà đi đường dài qua những khó khăn, qua những trở ngại khó khăn, chúng ta bỏ cuộc liền. Dễ bỏ cuộc, dễ sờ ngã lắm, dễ chìm vào trong nước lắm, giống như Phi-rơ. Thấy Phi-rơ mạnh mẽ không? Ban đầu đi rất là mạnh mẽ, nhưng mà sau đó ông có đi theo Chúa được với cái sự mạnh mẽ ban đầu không? Không. Ông đã bỏ cuộc, phải không? Mà nhờ Chúa thêm sức, cho nên ông phải thể đi đến với Chúa đó. Cho nên cái sự cuối cùng vẫn hơn cái sự khởi đầu là như vậy. Mỗi người chúng ta cùng đi với nhau, nhưng mà có đi tới đích hay không, đó là vấn đề quan trọng. Đức tin ít này hoặc đức tin này không có thể nào khiến cho chúng ta bền bỉ mà đi tới đích được đâu. Amen. Cảm ơn Chúa. Bây giờ chúng ta sẽ xem đức tin lớn là như thế nào, phải không? Nãy là đức tin ít hoặc là ít đức tin. Bây giờ chúng ta xem đức tin lớn là như thế nào. Chúng ta mở Ma-thi-ơ ra đoạn 15. Từ câu 21 tới câu 28. Từ đó Đức Chúa Giê-xu đi vào khu vực của thành Ti-rơ và Si-đôn. Kìa, có một người phụ nữ Ca-na-an từ vùng ấy đến và kêu xin rằng: lạy Chúa, con của vua David, xin thương xót con với. Con gái của con bị quỷ ám, khốn khổ lắm, nhưng Ngài chẳng đáp một lời. Các môn đồ đến, nài xin Ngài rằng: xin Thầy bảo bà ấy về đi,
Vì bà ấy cứ đeo sao chúng ta mà van xin mãi. Ngài đáp: Ta được sai đến chỉ vì những chiên lạc mất của nhà Israel mà thôi. Nhưng người phụ nữ này đến, quỳ xuống và thưa rằng: Lạy Chúa, xin giúp đỡ con. Ngài đáp: Lấy bánh mà cho con cái mà ném cho chó ăn là điều không phải lẽ. Người phụ nữ lại thưa: Lạy Chúa, đúng như vậy, nhưng mấy con chó vẫn được ăn những miếng bánh vụn từ bàn chủ rơi xuống. Ngài đáp rằng: Hỡi người phụ nữ kia, ngươi có đức tin lớn, điều ngươi ao ước sẽ được thành. Ngay trong giờ ấy, con gái bà được lành. Amen. Xin chúng ta ngồi xuống. Xin Hội Thánh ngồi xuống. Ở đây Chúa nói rằng: Người phụ nữ kia, ngươi có đức tin lớn. Hồi nãy Chúa la mọi người: Tại sao ngươi sợ? Ngươi ít đức tin tại ngươi sợ. Ngươi ít đức tin tại vì ngươi lo lắng thôi. Phải không? Nhiều khi nói: Chúa ơi, tôi cầu nguyện, tôi tin cậy Chúa, tin cậy Chúa, mà trong lòng luôn lo hoài, có phải tin cậy không? Hả? Miệng thì cầu nguyện nó con tin cậy Ngài, nhưng mà lòng vẫn run, lòng vẫn sợ, lòng vẫn lo lắng. Là có nó, có thể nói là tâm trí chúng ta không có đi hiệp với tấm lòng của mình. Mà tấm lòng của mình là nơi xuất phát của dấu kỳ phép lạ. Làm sao tâm trí và tấm lòng có thể đi cùng với nhau trong một nhịp? Lúc đó phép lạ xảy ra. Còn nếu tâm trí chúng ta một chuyện, cái miệng chúng ta một chuyện, mà tấm lòng chúng ta một chuyện, chúng ta không có nhận điều gì từ nơi Chúa đâu. Chúng ta thấy đoạn Kinh Thánh này có nghĩa như thấy như Chúa bất công quá, phải không? Một người đàn bà bị quỷ ám, bị con bà bị quỷ ám, và đi bà men theo Chúa. Bà men theo Chúa rồi bà xin sự thương xót của Chúa, nhưng mà Ngài chẳng đáp một lời. Thường Chúa thương xót đưa thai ra liền, phải không? Nhưng mà chúng ta thể tưởng tượng một hình ảnh: bà cứ men theo, bà cứ đi theo, bà cứ kêu cầu, kêu sự thương xót của Chúa, mà Chúa như không nghe lời á, không nghe tiếng của bà. Chúa không có đáp gì điều gì hết. Tới nỗi những cái môn đồ nói rằng: Chúa ơi, cho bà về đi, bà về đi. Chúa không đáp lời, mà bà còn bị đuổi nữa. Bà cứ đi theo chúng ta mà van xin mãi mệt quá, hãy cho bà về đi. Thì Chúa nói rằng: Ta được sai đến chỉ vì những con chiên lạc mất của nhà Israel thôi. Ta được sai đến chỉ cho nhà Israel thôi. Ta không được sai đến cho dân Canaan. Tại dân Canaan là dân mà Đức Chúa Trời đã hủy diệt, đã cho hủy diệt thời của Môi-se. Khi vào đất đó không phải hủy diệt cái dân đó, là dân ô uế. Bà biết bà ô uế không? Bà biết. Cho nên bà đến, bà nài xin sự thương xót thôi. Bà không có xứng đáng để nhận, nhưng bà xin sự thương xót. Chúa cũng biết, bà cũng biết. Chúa không ngó tới bà, Chúa dẫn đi. Cái khi nào chúng ta cầu xin gì giống như Chúa không nghe lời chúng ta, không đáp lời chúng ta, Ngài im lặng. Lúc Ngài im lặng mình cũng dễ bỏ cuộc, không thèm cầu nguyện nữa. Tại cầu nguyện hoài cũng chẳng được gì hết. Phải không? Cầu nguyện hoài không thấy gì, thôi không cầu nguyện luôn. Nhưng người đàn bà này sao? Nói: Ta đến không phải cho con đâu, ta đến không phải để cứu người đâu, nhưng mà ta đến để cứu dân của ta. Nhưng mà vẫn cứ đi theo, phải không? Vẫn cứ đi theo. Và bà cũng nói: Lại Chúa, xin giúp đỡ con. Hồi nãy thương xót, bây giờ Chúa ơi, giúp đỡ con đi. Ngài thương xót, hồi nãy cứ xin Chúa thương xót con, bây giờ Ngài giúp đỡ con. Giúp đỡ con của con. Thì Chúa nói rằng: Lấy bánh của con cái mà ném cho chó ăn là điều không phải lẽ. Bánh này của con cái mà ném cho chó ăn không phải lẽ, không đúng. Không thể nào ném cái bánh này của dành của con cái mà ném cho chó ăn được. Chỉ dành cho con cái thôi. Bà đau lòng không? Giống như chúng ta cũng đau lòng chứ. Nhưng mà bà có bỏ cuộc không? Không. Không được bị từ chối. Chúng ta có lần nào bị Chúa từ chối chứ? Khi mà Ngài im lặng, Ngài không trả lời, chúng ta đã muốn bỏ cuộc rồi. Đừng nói chi mà Ngài từ chối. Tử thì Ngài từ chối chúng ta thôi. Chúng ta sẽ như thế nào? Chúng ta có tiếp tục bước đi với Chúa không? Hay chúng ta quay lưng với Ngài? Có đôi lúc Ngài sẽ làm như vậy tới trên đời sống chúng ta. Chúng ta có cầu nguyện bao nhiêu mà hoàn cảnh cứ như vậy, thậm chí hoàn cảnh nó còn
tệ hơn vậy nữa. Đây là lúc nè, tệ hơn, bị khước từ. Không có gì đau đớn mà bị khước từ hết, phải không? Không có phải lẽ, ta làm vậy là làm không có phải lẽ. Nhưng bà lại nói, người phụ nữ lại thưa, lại Chúa, đúng như vậy. Ngài nói đúng, Ngài không có nói sai chút nào. Bà biết lời Chúa không? Bà biết. Bà biết, bà công nhận Chúa nói đúng. Bà không có giận dữ với Chúa. Có khi chúng ta mà bị từ chối, bị gì, chúng ta dễ giận với Chúa lắm, phải không? Ngay cả Giô-na còn giận Chúa, còn chạy xuống tàu nữa không? Ông là tiên tri á, ông còn giận Chúa đó. Tại chuyến ông đi là chuyến ông giận Chúa nha, chứ không phải ông sợ người ta, nhưng mà ông giận Chúa, ông chạy đi. Và bây giờ bà nói rằng lại Chúa, đúng như vậy. Nhưng mấy con chó vẫn được ăn những bay miếng bánh vụn từ bên trên bàn chủ rớt xuống mà. Nhưng mà Chúa ơi, mấy con chó ở dưới đó, nó có thể ăn những bánh vụn của Chúa, của trên bàn mà con cái Chúa làm rớt xuống mà. Được chứ, con có thể ăn những cái bánh vụn đó được mà. Bánh vụn, bánh bỏ, bánh rớt xuống được mà. Có khi nào chúng ta có một cái đức tin giống như bà, giống như Giớp cũng vậy. Dầu con chết, con vẫn tin cậy Ngài. Khi mà chúng ta có một cái đức tin này, chúng ta sẽ vượt qua những cái sự sợ hãi lắm. Còn không, chúng ta vẫn sợ hãi điều này, sợ hãi điều kia và sợ hãi điều đó, phó thác. Có đôi lúc tôi sẽ đi trong sự phó thác như vậy. Và lòng bình an của Đức Chúa Trời, Ngài đến trên tôi rất là lạ luôn. Bây giờ con phó thác không còn sợ nữa. Còn chúng ta sợ, chúng ta cầu nguyện rên rỉ dữ lắm á. Để ý đi, rên rỉ như Đức Chúa Trời không có quyền năng gì á. Khổ sở là khổ sở, cầu nguyện mà rên rỉ giống như không tin Đức Chúa Trời có thể làm được trên mình. Than thở khổ sở lắm. Bà nói rất là xác quyết. Chúa nói đúng, đúng như vậy. Nhưng bà có chứng nhân đâu đó, Ngài nói đúng hết. Nhưng con chó không thể nào ăn những miếng bánh vụn mà con cái làm rớt dưới đất sao? Con không được chúc phước sao? Con không được giúp đỡ sao? Con không được thương xót không sao? Chỉ một chút xíu của Ngài thôi là đủ trên đời sống con rồi, không cần nhiều đâu. Chỉ một chút xíu thôi là đã thỏa lòng cho con rồi. Ngài cần đức tin này, Ngài cần đức tin lớn như nè. Trong Nga giờ ấy, con bà được lành. Và Chúa còn khen, hỡi phụ nữ kia, người có đức tin lớn. Nhiều khi chúng ta có đức tin, nhưng mà xét kỹ qua những khó khăn, qua những trở ngại này, chúng ta có tin cậy Chúa và biết lời của Ngài trong trường hợp của mình không? Còn viên đội trưởng thì sao? Ngài muốn tới nhà chữa cho người đại tớ của viên đội trưởng á. Vương đội trưởng có cho vào nhà không? Không. Ông nói sao? Chúa ơi, Ngài không cần tới đâu, Ngài chỉ phán một lời thôi thì đầy tớ tôi ở nhà đã lành rồi. Đâu phải đích thân Ngài bước tới nhà của tôi để làm gì? Tại ông là đội trưởng, ông biết cái quy quyền của sự truyền khiến. Ông chỉ nói một cái là lính đi. Cho nên ông biết Chúa chỉ cần Ngài nói một, phán một tiếng thôi, việc thành, không cần đi tới đó. Cho nên chúng ta thấy rằng cái người này không phải là con cái của Chúa nè, người ngoài, mà có đức tin lớn hơn là con cái của Chúa nữa. Chúng ta chưa thấy ai ở trong dân Israel có đức tin giống như vậy. Có chừng những người ngoại người ta bước vô tin Chúa, người ta tin Chúa hơn chúng ta, và người ta tin quyền năng của Chúa hơn chúng ta khi chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Amen. Cảm ơn Chúa. Cho nên chúng ta thấy không? Đức tin lớn. Có nghĩa là đức tin này mặc dầu ta không ngó tới, ta từ khước, ta bỏ, nhưng mà con vẫn đeo ta. Nhiều khi chú phải, những cái đứa trẻ nhỏ chú phải đeo, phải chăm sóc, phải đút sữa. Nhưng mà những người lớn, Chúa sẽ tập cho chúng ta đức tin, Ngài bước đi. Và chúng ta có bám theo Ngài, đi theo Ngài hay không? Có chịu bám theo Chúa không?
bám lấy Chúa đi, chúng ta sẽ thấy những dấu kỳ phép lạ xảy ra trên đời sống mình. Khi chúng ta cứ đi và bám lấy Chúa, bám chặt lấy Ngài, mặc dù Ngài không hứa tới, mặc dù như Ngài đã xa lìa mình, mặc dù Ngài từ chối những cái điều mình đã cầu xin. Amen. Đó là đức tin mạnh mẽ, đó là đức tin lớn mà Chúa cần trên mỗi đời sống của chúng ta. Đức tin đó là đức tin không thiếu thốn, mặc dù hoàn cảnh nào cũng không bỏ cuộc hết, không sợ hãi hết, không run rẩy hết. Phi-rơ, Chúa còn nói là đức tin nhỏ, đức tin ít, nhưng mà hai người này Chúa lại khen họ là đức tin lớn. Họ có ở gần bên Chúa không? Không. Có là lúc chúng ta ở gần bên Chúa nhiều mà cẩn thận, đôi khi chúng ta không có đức tin lớn bằng những người nào không gần. Amen. Cảm ơn Chúa vì những điều mà Chúa ban, Chúa mở mắt chúng ta để thấy có những mức độ đức tin để con biết rằng con đã ở đâu, nằm ở chỗ nào. Vì những người này họ đã biết lời của Đức Chúa Trời, họ biết và họ tin cậy nơi cái lời đó, vì họ biết Chúa là ai. Bà phụ nữ Canaan này biết Chúa là ai, biết quyền năng của Chúa là như thế nào, cho nên bà đã bám theo, bám theo Chúa tới chừng nào mà đạt được điều mà lòng bà ao ước mà thôi. Cho nên nếu chúng ta biết cái điều đó là đúng, đúng trong lời của Chúa mà chúng ta chưa nhận được, hãy đeo đuổi. Đeo đuổi tới lúc mà nhận được mà thôi, đừng bỏ cuộc. Cái sợ nhất là sợ chúng ta bỏ cuộc giữa đường thôi. Nếu biết chúng ta điều đó đúng, mặc dù bây giờ Ngài không trả lời cho con, mặc dù Ngài chưa làm cho con, nhưng mà con tin rằng con sẽ bám theo Chúa. Đến lúc Ngài trả lời trên đời sống của con mà thôi. Amen. Con không dừng bước, con không thối lui, con không bỏ cuộc, con không sợ ngã, con không buồn phiền, con không nản lòng, con không rên rỉ, con không đau đớn, vì con biết Ngài là ai ở trên đời sống chúng con. Amen. Cảm ơn Chúa. Và đức tin thứ ba chúng ta có thể đi, đó là đức tin yếu. Tại sao đức tin yếu? Hồi nãy chúng ta thấy đức tin ít, phải không? Tại chúng ta không có đủ lời của Chúa thì đưa tới cái mức độ đức tin ít. Nhưng mà đức tin yếu là sao? Yếu có khác gì ít không? Khi chúng ta bệnh, phải chúng ta yếu không? Phải không? Chứ nên yếu nó khác với ít. Tại sao đức tin yếu? Đức tin yếu là chúng ta học lời Chúa, chúng ta biết lời Chúa, nhưng mà chúng ta không có thi hành lời của Đức Chúa Trời, không có thực hành lời của Ngài ở trên đời sống mình. Tất cả những lẽ thật, tất cả những thông tin chúng ta biết, những lẽ thật nghe thì nhiều nhưng mà ít thực hành, hoặc là không có thực hành ở trên đời sống mình, thì làm sao mạnh được, phải không? Như cái cây cứ đem vào trong mát để hoài, không có dám đem ra ngoài nắng để, ra một cái nó héo đi. Cho nên mỗi ngày phải đem ra, phải không? Tại sao chúng ta, những người ta đi vào gym để người ta tập, để cho cơ bắp làm gì, phải mạnh không? Mỗi ngày ta vào, ta tập, ta phải tập, cơ bắp mới mạnh mẽ. Giống như Di nè, Di đi tập hoài không Di? Dạ, cơ bắp mạnh mẽ mà có muscle nữa, cứng nữa. Đức tin nó cũng giống như vậy. Chúng ta không chịu thực hành đức tin theo lời của Đức Chúa Trời thì làm sao đức tin mạnh được? Không bao giờ. Không bao giờ đức tin chúng ta mạnh khi mà chúng ta không có thực hành lời Chúa, học biết điều đó nhưng mà để qua bên thì làm sao mạnh được, phải không? Cho nên tại sao Chúa cho thử thách qua? Để làm gì? Rèn luyện đức tin. Không thử thách thì làm sao đức tin lớn được? Làm sao đức tin mạnh được? Mỗi lần thử thách tới là sợ, là lo, là khóc, là này, là kia, đủ thứ. Thì làm sao đức tin lớn được?
Ta ban cho cái điều đó để cho con có thể vượt được cái điều đó mà, để chân con có thể nhảy lên như chân con hung mà. Nan đề ở đó, nhưng mà con phải nhảy qua nan đề đó. Con không được cầu nguyện ta cứ dời nan đề để con đi cái thoải mái. Con chỉ muốn đi trên thảm đỏ mà thôi. Nan đề nằm đó ta không dời, nhưng mà tấm lòng con phải dời, tấm lòng con phải thay đổi. Cái đó mới đem đức tin con mạnh mẽ được. Amen. Bệnh thật cũng vậy, ta cũng để đó. Thử con có dám bước đi không? Con dám bước đi như là một người khỏe mạnh không? Con làm đi, ta sẽ làm cho con coi. Không có ngồi đợi chờ, không có chờ hết nữa, nhưng mà con phải bước đi trước khi con hết. Con mới sống với một người yếu đuối nữa được. Nếu tin nó ta, con không sống yếu đuối. Con sẽ sống khi nghĩ con là một người bệnh, con là một người yếu, con là người này người kia. Giống như tôi nói, nếu mà tôi nghĩ tôi là một người nữ thì tôi sẽ không có làm gì được hết. Khi mà sự kêu gọi của Chúa trên đời sống mà, Ngài muốn mở mắt mình ra, Ngài muốn kéo giãn mình ra, chứ mình thấy được Đức Chúa Trời và công việc của Đức Chúa Trời xuyên qua những cái sự yếu đuối của mình kìa. Mình không có nhìn vào mình được nữa, mà mình nhìn vào Đức Chúa Trời, Ngài có quyền thay đổi mình như thế nào. Cái đó là cái mà Chúa muốn chúng ta nhìn. Nếu mà chúng ta nhìn vào đời sống chúng ta, chúng ta sẽ yếu đuối hoài. Tại vì con thật sự chẳng làm được điều gì. Nhưng mà nếu con làm được hay không là do Cha ban cho con đó. Không phải tự cái đó tự con đâu. Để con không có lấy điều đó làm tự cao, kiêu ngạo, phải không? Ở trên đời sống mà. Cho nên thuốc chữa của đức tin yếu đuối không có gì khác, hành động theo lời của Đức Chúa Trời. Tại vì ngươi đã biết lời ta rồi, nhưng mà ngươi có hành động hay không? Ngươi hành động đi, đức tin ngươi sẽ không còn yếu nữa. Chúng ta thấy rằng ở Roma đoạn 9 câu 10, đoạn 4 câu 19 nói về Abraham. Ông thấy thân thể mình chết mòn và đã gần 100 tuổi, thấy thân thể mình chết mòn và thấy Sarah không thể sinh con được nữa, nhưng đức tin không hề suy giảm. Phải không? Thấy những cái điều thật sự già rồi, gần 100 tuổi rồi, còn gì nữa đâu. Sarah cũng vậy, không sinh con được nữa. Nhưng mà cái điều đó có làm đức tin ông suy giảm không? Có làm đức tin ông yếu không? Người mình và hoàn cảnh chung quanh, phải không? Nó chỉ làm cho đức tin chúng ta yếu mà thôi. Mọi người ơi, đừng nhìn nữa. Tuần nào cũng vô nhìn lên hoàn cảnh nhìn của mình hết, tuần nào cũng cầu nguyện cái điều đó hết. Tôi thấy có người tuần này cầu nguyện, qua tuần kia cầu nguyện, qua tuần nọ cầu nguyện, một thời gian cũng cầu nguyện, cũng cái đó, phải không? Cho nên Chúa biểu hành động đi. Ta không bao giờ đó, nhưng con hành động. Hành động trên lời của ta trong cái trường hợp này, con sẽ thấy đức tin của con tăng vọt lên. Tại sao Môi-se ông có đầy đức tin vậy? Có phải ông sung sướng, ông dẫn dân sự đi vô đồng vắng rất là sung sướng không? Mỗi ngày mỗi đi đều có thức ăn uống không? Không có gặp gì khó khăn không? Ông gặp rất là nhiều sự khó khăn đó, mà ông có vượt qua được không? Có lúc ông nói Chúa ơi, con đâu phải là sanh ra đám dân này đâu. Mà Chúa biểu con nuôi vậy, phải không? Ông còn đôi lúc ông xin chết nữa đó. Tại vì quá sức ổng rồi, quá sức. Nhưng mà Chúa có cho ông chết không? Không, đâu có chết giai đoạn nó được con, chưa xong mà, sao chết được? Còn lúc chưa gì chúng ta kêu Chúa ơi, đưa ông đi đi, tôi chết rồi sung sướng. Ra khỏi hoàn cảnh này. Có phải chúng ta sinh ra khỏi hoàn cảnh thử thách không? Trong thử thách Ngài không cho chúng ta chết đâu. Chưa xong, chưa xong nhiệm vụ. Ta chưa rèn luyện con xong rồi con đòi chết là sao? Ngài đâu có cho mình chết lúc đó. Cho nên đừng xin chết lúc đó nha. Amen.
Chúa. Và cái đức tin thứ tư tôi có thể nói đó là đức tin của sự mạnh mẽ. Câu 20 cũng đoạn đó, Roma đồng 4 câu 20: ông không để lòng vô tín làm cho mình nghi ngờ. Ông không có để lòng vô tín làm cho mình nghi ngờ, mặc dù ông đã thấy bên ngoài thể xác ông vậy ha. Ông không bao giờ để điều đó làm mình nghi ngờ lời của Đức Chúa Trời. Nhưng càng mạnh mẽ trong đức tin và tôn vinh Đức Chúa Trời, càng mạnh mẽ trong đức tin, chúng ta nói là càng mạnh mẽ trong đức tin và tôn vinh Đức Chúa Trời. Chúng ta đọc nữa, càng mạnh mẽ trong đức tin và tôn vinh Đức Chúa Trời. Ông làm gì? Phải ông tôn vinh không? Có phải lúc này ông nhận được chưa mà ông tôn vinh vậy? Chưa, chẳng có nhận gì được, mơ hồ lắm, chỉ nghe lời hứa, bước đi mỗi ngày thôi, chưa có nhận gì hết á. Mà sao ông tôn vinh Chúa được vậy? Cho nên cái người tin cậy, cái bông trái sẽ là bông trái của sự tôn vinh. Tôi nói tôi tin cậy Chúa mà tôi còn còn than thở, đó là không có đức tin. Cho nên ông tôn vinh khi ông chưa nhận được. Đời sống chúng ta có tôn vinh Chúa khi chúng ta chưa nhận được không? Hay chúng ta đợi nhận được chúng ta mới tôn vinh? Rồi trong thời gian chúng ta đợi, chúng ta khổ sở, lo lắng mặt mày biết gì dài ra. Ông chưa nhận được nhưng mà ông vẫn mạnh mẽ và tôn vinh với Chúa Trời, môi miệng vẫn ngợi khen Chúa. Có nghĩa là nan đề không có làm cho ông đau đớn, nan đề không chi phối trong tâm trí ông, nhưng mà miệng ông và lòng ông vẫn ngợi khen Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ thấy cái người nào có đức tin họ sẽ ngợi khen, mặc dù họ ở trong hoàn cảnh rất là khó khăn, không phải dễ đâu, nhưng mỗi miệng họ vẫn ngợi khen Chúa. Mỗi miệng không càm ràm, Còn chúng ta thấy mỗi miệng càm ràm là xong rồi, đức tin yếu rồi, hoặc là đức tin ít rồi, phải không? Cho nên thức ăn của đức tin là gì? Lời của Đức Chúa Trời là thức ăn của đức tin. Nếu không ăn lời của Đức Chúa Trời thì chúng ta sẽ yếu đuối lắm. Cho nên thức ăn của đức tin là lời Đức Chúa Trời. Và làm sao cho khi ăn rồi thì giống như thân thể chúng ta ăn vào rồi khỏe mạnh phải không? Ăn vào có cái thân thể rất là dạm dở tròn trịa phải không? Nhưng mà làm sao cho nó nhanh nhẹn kìa, phải không? Là chúng ta phải chạy hoặc đi phải không? Chúng ta thường thân thể chúng ta hay tập chạy đi hoặc là cho nhanh, không phải ngồi y đó hoài, ngồi y ngày này qua ngày kia rồi xong đó, sau này hai chân mình sẽ không đi nổi, phải không? Cho nên mình vận động. Có phải chúng ta vận động không? Thì muốn đức tin mạnh mẽ phải vận động đức tin. Vận động đức tin bằng cách hành động theo lời của Đức Chúa Trời. Hành động. Hành động. Thức ăn của đức tin là lời. Mà muốn đức tin mạnh mẽ phải hành động trên lời của Chúa. Không phải nghe làm đủ. Mà tự dối mình là gì? Tưởng mình nghe đủ rồi, đủ rồi. Nghe để làm cái đầu mình lớn lên. Nhưng mà cái chân mình nhỏ xíu à. Giống như một người không bình thường, một người bị dị dạng vậy. Cái đầu học rất là nhiều, bự thì là bự, hiểu hết, cái gì cũng hiểu hết, đoạn nào câu nào cũng hiểu. Nhưng mà cái chân mình, cái tay mình nhỏ lắm, tại vì mình không có vận động, không có thực hành đức tin. Cho nên thành một người dị dạng. Coi chừng có những tín hữu vẫn dị dạng như thường ở trong đức tin, thì biết nhiều quá mà không thực hành, cho nên không có cân đối thân thể. Mà có nhiều người chạy trước, làm rất là nhiều mà không hiểu lời Chúa cũng nguy hiểm lắm nha. Tại sự nhiệt tình của mình mà thiếu hiểu biết đó, đâm ra gì? Phá hoại. Cho nên chúng ta phải nhận hiểu biết và làm. Đừng chạy trước khi những điều mình chưa hiểu biết. Chạy không tới đâu mà còn chạy vào sụp bẫy nữa.
Cho nên hãy sống tôn vinh Đức Chúa Trời. Người nào sống tôn vinh, vui mừng trong hoạn nạn, trong thử thách, tôi biết người đó có một đức tin rất là mạnh mẽ. Cho nên Ngài ban cho chúng ta một lượng đức tin, nhưng mà chúng ta phải ăn nuốt lời Chúa để đức tin nó lớn lên và vận hành trên lời của Chúa, hầu cho đức tin mạnh mẽ nó được khuấy động. Đó là về phần của chúng ta. Nhưng mà có một loại đức tin không phải thuộc về chúng ta. Mọi người biết đức tin gì không? Cái này là chúng ta phải rèn luyện. Giống như rèn luyện thân thể thì chúng ta cũng rèn luyện đức tin. Nhưng mà có loại đức tin không phải thuộc về chúng ta. Đó là ân tứ đức tin. Ân tứ đức tin Ngài sẽ đổ cho chúng ta. Nhưng mà ân tứ này nó không ở với chúng ta vĩnh viễn. Nó đến rồi nó đi. Chúng ta sẽ thấy khi chúng ta đọc Kinh Thánh có những người đầy dẫy đức tin. Giống như trong chính lúc đó, giống như Môi-se, Chúa kêu đưa cây gậy ra, thì ông lúc đó Đức Chúa Trời đã đổ cho ông một lượng đức tin để ông có thể làm cái điều đó trong thời điểm đó, trong giai đoạn đó. Nhưng mà không có nghĩa đức tin đó tồn tại vĩnh viễn ở trong cuộc đời ông. Đó là gọi là ân tứ đức tin. Khi có chuyện gì xảy ra, chúng ta không có đủ đức tin, nhưng mà Ngài muốn dùng chúng ta để thực thi cái dấu kỳ phép lạ đó. Thánh Linh của Ngài sẽ đổ cho chúng ta một lượng đức tin, và tự nhiên chúng ta giống như là mạnh mẽ như sư tử vậy, có thể nhào tới vô được bất cứ điều gì mình không sợ. Trước đó mình rất là sợ, nhưng mình chẳng có sợ cái điều gì hết. Thì trong 9 giờ phút đó, cái lượng đức tin mà Đức Chúa Trời Ngài, Thánh Linh của Ngài đổ vào trong chúng ta để chúng ta làm việc cái thời điểm đó. Nhưng mà thôi thì hết. Cho nên đức tin đó không phải bởi chúng ta gây dựng được, mà đức tin của Đức Chúa Trời đổ khi mà có những trường hợp, có những cái giai đoạn, có những cái thời điểm mà Ngài muốn chúng ta làm. Cho nên chúng ta cũng không ngạc nhiên vậy. Tại sao lúc đó tôi có đức tin lớn vậy? Làm dám làm đâu. Mà giờ biểu tôi làm chứ tôi không dám làm đâu. Sao dám được, đâu còn đâu làm. Có phải vậy không? Cho nên chúng ta không ngạc nhiên gì. Và khi chúng ta bước vào những cái giai đoạn khó khăn nào, trắc trở nào, Ngài có cách để cho chúng ta vượt qua. Ngài ban cho chúng ta một cái lượng đức tin để vượt qua cái điều đó. Vì Ngài là Đức Chúa Trời quyền năng. Amen. Cảm ơn Chúa. Cho nên khi chúng ta bước vào dòng chảy về đức tin, chúng ta sẽ cảm thấy rất là thú vị. Có những cái giai đoạn sợ, có những giai đoạn run, có những giai đoạn lo, nhưng mà cuối cùng sẽ thấy Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời của dấu kỳ và phép lạ. Cho nên Ngài nói Ngài không bỏ chúng ta, không rời chúng ta đâu. Cho nên ở trong cũng bóng chết cũng chẳng sợ hãi gì, vì Chúa ở cùng tôi là như vậy. David đã kinh nghiệm cái điều này, đã cùng với ông. Đừng thấy mà sợ, chui vô đó còn chưa sợ nữa. Còn này mình thấy từ xa mình đã sợ, mình đã rung rồi. Phải không? Cho nên xin Chúa ban cho chúng ta. Tuần rồi chúng ta học về hai loại đức tin, phải không? Có những đức tin thấy mới tin là của Thô-me, phải không? Nhưng mà đức tin mà Chúa ban cho Abraham, mặc dù thấy, nhưng mà tôi vẫn bước đi trong sự tin cậy Đức Chúa Trời. Vui mừng, tôn vinh, ngợi khen. Khi mà chúng ta bước vào trong những cái lĩnh vực này rồi, chúng ta còn eo ọt không? Chúng ta biết mình ở giai đoạn nào không? Chứ nãy giờ mọi người đã biết mình ở trong giai đoạn nào chứ gì? Cảm ơn Chúa vì Ngài mở cho chúng ta những cái điều này để cho chúng ta biết và chúng ta tỉnh ngộ ra để cứu mình ra khỏi lưới của ma quỷ, vì nó muốn bao chúng ta lại và giết chúng ta ở trong đó. Không có điều gì mà Đức Chúa Trời không làm được, vì chúng ta là những người siêu nhiên, chúng ta sống trong linh,
Chúng ta không phải sống trong thực thể không, mà chúng ta đang sống trong linh. Và Đức Chúa Trời của chúng ta là linh, là quyền năng. Ngài sẽ mở cho chúng ta những cánh cửa trong linh. Có thể những cánh cửa thuộc thể chúng ta không thấy, nhưng mà cánh cửa trong thuộc linh Ngài vẫn mở. Hãy xuyên thấu qua những cái điều đó bởi lời của Đức Chúa Trời và vận hành bởi những gì mình học. Đơn giản lắm. Học và vận hành, hành động bởi những gì mình học. Đức tin của chúng ta sẽ mạnh mẽ và sẽ đức tin lớn. Mặc dù như thế nào cũng đeo đuổi Chúa, bám lấy Chúa. Vì biết Ngài là ai rồi. Dạ. Còn không biết Ngài là ai buồn lắm. Amen. Cảm ơn Chúa.